Mẹ ơi chụp hình. Mẹ ơi con đi nói nó có nửa chai à. Từ từ gom máy lạnh mới từ từ mới lên được chứ. Bà nó hở. Chúng tàu về đêm đó con. Nói là điện thoại của ba là lâu quá không thấy sửa điện thoại, con làm cho ba sửa lại. Cứ giờ này không nghe cái giờ. Thank you.
con bị đau bụng mình đang ăn bỏ giữa chừng ngày mai chở vô nói gì bác Hậu? Thịt nước hoa. Nó nghe nít mùi đi. Ai nói? Nói sạch nè mày ơi. Hồi tao vô phòng nó hôm đục đồng con mấy rồi. Đâu phòng nói mày sạch. Vô phòng nó kẹt xe hả? Ngày chủ nhật mà có gì thứ bảy mà có tưởng tượng như ngày lễ vậy đó. Không dạy cho bà nè. Ở đây xây làm nghề đi bây giờ. Lát mang rượu vô nó tính phụ thu quá. Chắc mày hỏi trước. Nhớ vụ mà cho Bình Dương mình đi vô cái phụ thu cái gì vụ gì đó. Không có, quyến rộng phụ thu. Chiếc từ quán cao cơ vậy. Đúng rồi, đánh giá vậy. Đủ mình thấy không? Có anh. Phụ thu cũng muốn luôn. Mà mình để bà nó cũng thấy chứ. Ơi phụ thu mà nói nó lấy ngoài giống mình giá lời vậy thôi à. Ủa đâu hả? Bà ở Bình Dương. Cái bàn. Sắp tới chưa? Lâu không? Sắp tới rồi. Qua đò kẹt xe rồi. Cái này là mấy đứa nít tối nhất nè. Nó khui rồi, uống lưu đạn nè. Biết không? Một cái máy này là bấy trước hả? Ừ. Bấy trước luôn, sống quá trời luôn. Kia bấy sao, trên kia bấy dâu. Chút nữa là bấy xe. Bên đây là tới con gì luôn. Gì bà? Ta nói gì? Đây là con tơ rồi. Đây là con tơ rồi chứ. Có ai nghe đâu trời. Ngoài kia tạo đánh cá hả? Mày nghe kìa. Đó, không làm. Nam Du á, Nam Du đã lắm. Đợi cá chắc rồi. Đi Nam Du thấy đẹp. Bạn đẹp rồi tao nói em. Đây nè, đi đâu thấy lên trên hình đứng đậu đẹp mà đi tới thấy sáng. Ba với Nam Du thấy chị đẹp chứ đi gặp. Ba. Ok. Chúng quá rồi. Nam Du đi ra đánh giá đi qua mà đảo của ba đi. Em thấy hướng đậu lên nó đẹp lắm. Mà lên đi thấy ngớp. Kẹt xe luôn. Ba giữ rồi dạo em. Nó có tiền. Này nó có số lượng. Nó giàu quê, giảm đi. Cho
mệt quá. Sao tỉnh bà Rịa Vũng Tàu già phải rồi mới thu này không ấy, biết nhiêu tiền. Không có ngày nào làm cái ngành này du lịch không khói hết. Cái ngành du lịch ấy. Thành phố mới mà chạy một lần lượt bánh xe biết sao giá anh em. Lượt bánh xe là con thua luôn rồi, hết xăng thua luôn. Đó, đi ông nào chạy cái này tập được à. Đó, mình đánh giá, cái này giá. Chú Huy đâu? Chú Huy đâu? Chú Huy đó hả? Đèn mà. Chú Phong đâu? Chú Phong đâu? Chú Phong nè. Chú Phong nè. Chú Phong nè. Công nhận à, công nhận Phong mới lớn nhậu ghê chứ. Còn được 7 lâu. Mấy đây? Mấy quá ông ơi. Mấy lon là còn mấy lon ta? 7 24. Nhiều bữa mà sao uống lẻ được. 16 lon à. 16 lon. Có 12 à. 28 lon. Thằng 8 lon. Ừ 8 lon với ba. 16 lon, 12 lon còn nửa hùng vậy. Mới có nửa hùng à. Vậy là thất lạc đâu có lon rồi. Nên còn mấy lon? À thằng giống tôi nó cầm một lon á. Bảy lon. Rồi. Vậy nó uống hàng 8 lon. Có hồi nó còn có bởi 8 lon rồi hết rồi 12, 4, 16, 3, 4, 8 lon rồi. Dữ hả? Ừ. Bài nhau 6 lon bị nóng rồi nha. Má mình nhậu bị lạnh không, 5 lon ỉa luôn rồi. Mấy cái lon, mấy cái đồ như chai đâu dùng hết hả? Đỡ mà đường dài thêm nửa tiếng nữa uống cái mẹ thùng luôn rồi. Nó ra đây là bơi không á, đúng mà ra là biển bơi không á. Ừ. Nói thì là lại ở làm hết 2 thùng á. Đây rất là lẹ. 100 cây số á thì nó làm 8 lon, 300 là làm hết thùng, 38 hay 4. Đúng không? Nhậu này gì đó, nhậu 3 thùng quá. Nhớ nhậu biển ngoài nắng nó bạc. Ngà tới bạn bơi luôn. Thuốc biển bơi luôn. Nào đắt quá nè. Mở tiền cây rồi. Ờ ai vậy hả? Ừ. Làm phải ăn đầy bông. Nó mở rộng lên quá. Cấp treo. Cành hào nè. Cành hào mà đi chưa ta? Bơ bên kia là bò ăn lộn nhiêu đâu má ơi, bữa thì giờ tối rồi không nói là ăn là bao nhiêu đâu bơ bên kia hả chúng ta không bơ hắn đâu bà hắn giờ đi tông nghe cái thằng tông đó người ngồi ra đây ngồi mát chàng chút tông người tự như kiến vậy đó bò ăn ổ đè ngủ không? Ừ, chưa ngủ rồi. Đó giờ đâu biết mẹ. Mẹ làm cái này uống rồi. Này uống lắm nước ngọt lắm mà hậu của mình rồi. Tinh ghê. Đây là công viên nè. Uống là bố mà tăng cường. Mẹ ngủ hút. Đây là công viên Vũng Tàu. Nó hệ chứ mà nó giống mày lạnh. Cái này nó hệ. Nó hiểu rõ rồi. Một mình mà làm hết chai rồi luôn á thiệt. Uống xịu à. Lũ 3 độ à.
chích đi, chích đi. Mày cần ngủ ở ngay góc kè đó. Cây nấm vậy đó. Cây của ông mua địa. Ngủ mà đẹp. Ô, nó xây được luôn kìa. Ngủ xong, tại lớn. Ở này nó xây được luôn nè. Gió. Tại đó ngủ xong, nước về núi tưới xuống nước dùng sông nước. Đi từ bờ biển là nước đúng rồi. Biển phải lên nước lên gần tưới xuống phía đồng bằng chứ. Mày cái sức nhảy tắm rồi. Mày cây uống rồi bỏ nè. Tối nay có nhậu. Mày mốt đề xuất với bộ lao động của Huy, kêu cho dân lao động mình làm tuần lễ. Làm tuần lễ, nghỉ tuần lễ phải không? Đâu 40 tiếng thôi, đừng làm 48 tiếng thì nhiều quá. À, mình phải đề xuất vậy đó, mình đề xuất tuần lễ 40 tiếng. Tao làm có 40 tiếng à. Cái đó do công ty ép buộc. Công ty cũ bà nhà là nó làm 44 tiếng. Còn tất cả là bình thường là làm 48 tiếng hết. Rồi công ty thôi. À 48 tiếng hết. Bà này là 44 tiếng. Công ty làm thôi, công ty mày muốn tăng ca thì do mày thôi làm. Có đề xuất bên bộ là không cho nước ngoài đó, 40 tiếng thôi. Nhưng mà tăng lương cho tao lên nha. Dạ. 48 tiếng là được nghỉ. Nước ngoài là cũng được nghỉ. Thì tao được ngồi chơi nhiều hơn nghỉ. Đây là gì? Ngoài ta lợi vô là làm luôn, không có uống cà phê gì đó. Chứ không phải đi sàn qua đây, sàn uống nghỉ mấy. Công ty của em là hai phe, phe Việt Nam, phe nước ngoài. Mà trước phe nước ngoài là nó làm đầu, giờ rất là quan nha. Còn có phe Việt Nam nha, còn phe sàn quá, sàn. Mới 11 rưỡi, nó lan quan nha. Sáng thì vô trễ, chiều thì về sớm, trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.